Đây thì người dân đang sửa cái ống đường nước ở chỗ hồ Thủy Liêm lại nè các bạn, vì bị ngạt ghét. Lấy cái nước ở chỗ hồ Thủy Liêm này để mà tưới tiêu. Lấy cá lớn thì chắc cá lớn nó cút ra ngoài sâu quá. Nói chung nước khô thì loài cá sẽ cút cái đó. Ở đây nếu mà không có nước này kia sớm thì phải đem cá là đi chỗ khác, thì để lâu nó bị sống không được. Khô quá, khô. Hãy nguyên vọng luôn. Không tượng hả con? Cô chỉ giùm con cái. Dạ, thấy rồi, cảm ơn cô. Con mắt à, tự nhiên vậy đó hả cô? Dạ. Ôi, ôi. Dạ. Qua đây Đồng Đảo ơi, có cái này đặc biệt nè. Nay gặp Hồng Định ở chỗ này nè các bạn. Dạ đúng rồi, cũng hổm là chút xíu nữa là hoài thương tưởng đâu là không còn sống nổi nữa. Tại vì mình đi trước cái đó thì mình đi lễ và cũng như đi đại nước từ thiện á, miễn phí cho bà con dùng trong lễ ông Nguyễn đó. Bữa 22 mình đi, bữa 28 mình mới về. Mà trước đó là mình đã đi lễ Phật Thầy Tây An rồi lễ Tòa Thánh Tây Ninh nữa. Mà chạy xe Honda này kia mình đi không à. Rồi mình cho nước từ thiện, mình đãi nước từ thiện á. Rồi đầu thức đêm thức hôm này nọ, rồi bắt đầu nó mệt nó đuối đi, rồi bắt đầu tới chừng mà về á, ở đầu là nó va chạm đụng xe tải. Ghê. Mà chút xíu nữa là không còn sống để mà quay chia sẻ cho mọi người xem luôn á. Chắc cũng nhờ ơn trên gia hộ Phật trời đó. Đó là nghe nói ông bị mẻ xương bánh chè, bể xương bánh chè luôn. Đúng rồi, bể xương bánh chè. Nguyễn. Dạ đúng rồi. Gãy ngón tay luôn. Gãy xương đầu gối, gãy xương ống nhỏ, rồi mẻ xương bánh chè, đứt dọc dây chằng, đứt gân đầu gối. Tay gãy mấy ngón lòng bàn tay tùm lum hết trơn á, lòi xương tùm lum hết trơn á. Mà hôm nay khoảng 3-4 tháng thôi. Khoảng 3-4 tháng thôi là tự nhiên đó là hôm nay là có cái nhân duyên á, mà không biết làm sao nữa, chắc cũng nhờ ơn trên gia hộ hay gì á mà mình đi lại được. Chứ thật ra chứ nếu mà bình thường bị giống mình như vậy đó là khoảng 1-2 năm ta mới đi lại được á, mà hôm nay mình sao đi nhanh đó. Này là tôi đang quay trực tiếp cái hồ cho bà con mình xem. Vậy hả? Vô tình gặp ngoài thương nè. Ha. Đâu, này. Đâu ông ngồi xuống ông dạch cái chăn lên cho bà con mình xem cái. Dữ lắm á. Quý vị theo như Hòa Thương chia sẻ là lễ 28 tháng 8 năm rồi là cô Nguyễn á. Đi lễ nước từ bữa 22 tới 28 rồi ăn lễ rồi về. Nhưng mà ngủ gục đó cô chú rồi mới chạy xe mới là tông vô xe tải. Đó, đó là xương bánh chè mà bởi nè. Xương bánh chè bởi là mấy anh em tôi coi là nói là chắc ngồi xe lăn suốt đời đó. Tưởng đâu là tàn phế luôn á các bạn. Nè xương bánh chè bởi nè ha. Nó bật cái này ra luôn nè, nó bật cái này là ra ngoài này luôn. Có cái video đó còn. Rồi đầm úp tay gãy nè, còn nè. Xương bánh chè bởi nè, gãy xương ống quyển nè, gãy ngón tay nè. Gãy xương ống nhỏ. Bây giờ là ông đang còn cặp inox luôn. Còn cặp inox chưa tháo ra đâu, bác sĩ nói là khoảng tới 8 tháng hoặc là 1 năm á. Kiểm tra lại rồi bắt đầu là mới nếu mà được ta mới tháo inox ra. Nếu mà tôi thấy là vấn đề này là nhà mình biết ăn chay niệm Phật làm từ thiện may mắn đó. Nhờ đúng người ta tông rồi ta chết rồi. Đúng rồi, hầu như là thấy đa số nếu mà xe tải loại lớn, xe tải ba giò trong container á. Dòng lửa vô đó thì thứ gì mà còn. Nhưng mà cũng may mắn là mình lửa vô rồi, ở đầu là mình va chạm với nó. Cái thịt của mình là dính vô trong cái xe tải đó. Rồi đầu va chạm nó văng ra rồi chạy, mình vẫn còn bình tĩnh nha, mình không có xỉu. Đi lúc vô mổ phẫu thuật luôn vẫn bình tĩnh không xỉu. Thì tới cái lúc mà đi vào ở trong bệnh viện đi chăng nữa cũng tỉnh luôn. Đó mà máu chảy thì dữ lắm luôn á quý vị. Dạ. Thì lúc đó là mình thấy cuộc sống của mình á là chỉ giống như là ta nói là khi mà chưa bị cái gì đó thì giống như là ta sống nhanh lắm.
nhưng bị rồi mình sống chậm lại, giống như là sực lại cho mình để mà giống như là mình càng tinh tấn hơn nữa trên cái con đường tu, trên đường hành đạo á. Đứng đó thì sẵn dụng. Ở đây thì cô chú anh chị chúng ta cũng có thể thấy rằng là niệm Phật có bốn thần linh thường thường ủng hộ bên mình mộ khen. Trong cái lúc đó là Hoài Thương là chỉ biết là khi đụng vô rồi là mình nằm xuống dưới đó mà nó tội lắm quý vị. Mình đi nhưng mà là mình đi làm từ thiện, làm phước nha, nhưng mà đôi khi nghiệp mình cũng mang. Nghiệp cái nhân quả mình phải chịu, phải trả. Mình té mình nằm đó chứ mình kêu vòng vòng người ta đỡ mình lên không ai đỡ quý vị. Lúc ông Tông vô là đó ông có xỉu không? Không, không xỉu. Vẫn bình tĩnh, vẫn còn biết để mình kêu là anh ơi chú ơi làm ơn làm phước đỡ xe anh giùm em, tại xe còn đè lên, tại vì đụng xe tải không có té. Mình vẫn còn kìm lái, mình giữ thăng bằng, mình chạy một đoạn nữa rồi đầu lủi. Lủi vào cái hàng rào ở trường học có may mắn không trúng học sinh nào hết. Lúc đó học sinh nhiều lắm mà không trúng. Cây cục điện thì hai cây cục điện hai bên mình chen đường giữa mình đi luôn không hiểu làm sao nữa. Cộng dây xích là tối mà chỉ biết là cái chân cái chỗ này hồi đó có cộng dây xích ngang ngang chỗ mấy cây cột cái hàng rào đó. Là mình bay qua cái cộng dây xích đó luôn. Mà cũng may mắn là cái tính mạng mình không sao. Nó là như vậy. Lúc đó là mình niệm Phật là Nam Mô A Di Đà Phật. Mình chỉ còn nguyện là giống như là cho mình khỏe mạnh, giống như là đừng có bị tàn phế, đừng có bị giống như là giống như cái chân mình đi lại được bình thường á, để mà có thể nuôi cha nuôi mẹ mình. Đó. Lúc mà nghe ông bị tai nạn như thế là mấy anh em gửi video á, là anh em ta nó gọi này chắc ngồi xe lăn suốt đời. Tại nó vì, kinh khủng. Quý vị biết rằng xương bánh chèm nó bể nè, rồi xương quyển nhỏ nó gãy. Ngón tay gãy luôn, nói chung là cái thịt mà nó tét ra là mổ con gì này kia đó. Con gì nhìn hết ăn thịt heo đó. Nếu mà tại vì YouTube nó không cho mình cái mắt này, không dám đăng thôi. Coi là quý vị có thể là không chịu nổi đâu. Dạ, cũng nhân video này thì Hoài Thương cũng xin cảm ơn quý ông bà cô bác và anh chị em chúng ta cũng như một số khán giả khi mà hay tin có điện của thông Hoài Thương rất là nhiều. Mặc dù lúc đó là đôi khi Hoài Thương không có cầm máy điện thoại, tại vì mình đang trong phòng mổ hoặc là đang nằm trong bệnh viện á, thì người thân người nhà Hoài Thương có cầm cũng có nghe và cũng có nói lại Hoài Thương á, thì Hoài Thương chân thành cảm ơn rất là nhiều luôn quý vị. Bây giờ cái chân ông đi là gai được ha? Dạ đi được, nên cố gắng đi qua cho bà con coi á, nghe nói là ở trên này có cái nước mà nó bị như thế này nè, và mới cố gắng đi cho bà con coi thử là như thế nào, với sẵn giếng núi bà con mình dẫn đoàn này kia trong gia đình này kia nữa đó. Đi giếng núi lâu lắm cũng nhớ núi quý vị, không biết quý vị sao chứ Hoài Thương là núi cấm này giống như là một cái gì đó nhà thứ hai á, nó gắn liền. Hồi xưa bình phục vậy mình cũng rất là chúc mừng. Nhà. May mắn phước đức đúng rồi. Ở trên ông bà gia hộ cho người làm việc ngay thẳng này kia. Dạ. Lúc đó mình chỉ cầu nguyện giống như là mình mong làm sao cho nó bình an là được. Lúc đó là giống như là ai nói giống như là ta thường nói giống đua chen danh lợi này kia vậy đó. Nhưng mà tới lúc mà mình xảy ra tai nạn rồi á, mình mới muốn là miễn sao mình được bình an là sức khỏe là được. Nó giống như là càng tinh tấn hơn sau này trên con đường tu của mình nữa. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn Hồng Đình. Quay chọn cái clip đó, hỏi về cái lúc mà tai nạn á, những sự mầu nhiệm về Phật pháp luôn. Lúc đó Hoài Thương niệm Nam Mô A Di Đà Phật quý vị. Tại vì lúc đó là mình còn biết á, rồi bắt đầu là mình đâu có xỉu đâu, mình không có bị xỉu luôn. Rồi lúc đó là Hoài Thương mới lấy cái tay của mình ốp cái thịt với cái xương nó văng ra đó ốp vô. Ghê à? Dạ, ốp vô nhưng mà lúc khoảng 10 giây đầu thì ốp nó còn chịu nổi, tới 10 giây sau làm như là nó thấm đau rồi. Ốp không được nữa. Hồi nãy cô kia cô chỉ đây giống như là ông tự con voi vậy nè. Đang ở dưới cấm nha Nhung. Dạ. Nhung tiền rồi. Đang quay trực tiếp. Ủa đang quay trực tiếp hả? Hồ đúng rồi, hồ Hiến Liêm ở dưới cấm. Ở đây thấy hôm nay khô cạn quá Hồng Định. Quá khô rồi. Hôm nay là hạn sớm. Đây như Hồng Định thấy về những cái sự việc mà khô cạn như thế này thì Hồng Định cảm như thế nào? Nói chung là cái này là theo mình nói hai phần, thứ nhất là nó biến đổi khí hậu. Có nghĩa là cái trái đất mình nó bị có sự luân chuyển biến đổi thế nào, khoa học nó vẫn nói đó. Thứ hai là theo như cái chu kỳ đời quân hạ thì nhiều cái việc nó diễn biến ra mới đi đến cái chỗ gọi là nó lập lại trái đất mới. Cũng như nói về Phật pháp thì sẽ lập đời thượng quân mới. Nó cũng là một trong những cái dấu hiệu, những cái sự khổ mà chúng sanh đang chịu. Nói chung bây giờ là quý vị nào chúng ta lên đài báo chí người ta đều nói hết, tôi nói năm thời hôm nay rất là khổ ha. Nước hạn là lục này kia. Thì nó vậy đó. Rồi bây giờ mình dài qua phía bên này luôn ha. Đi xuống từ từ ha. Bên kia coi nhạc có chừng nào quay với nhạc không được. Hồi đó khoảng tháng
trước Tết nó không định mình đâu đi xuống đây được đâu. Bà biết sao không? Nước quá chừng. Đúng rồi, quá chừng nước mà bây giờ. Ai mới nói là cái bữa mùng 8 tháng Giêng là nước nó còn nhiều lắm. Ừ. Quá chừng là tuần lễ này mà rút mau quá ha. Khô mau. Phải cái chân không mà giờ nó khỏe cái tuổi ông đi xuống Cà Mau quay cái vụ khô hạn cho bà con mình xem. Nhờ. Sông suối khô hạn đất này kia sập hết luôn. Ừ. Rồi ở dưới Hậu Giang này sụp nhà sụp cửa với mấy sông rất là nhiều, gọi là thiên tai đĩa. Dữ vậy đó hả? Ừ. Đó mọi người thấy không? Đây là khung cảnh của núi Cấm nè. Hôm nay là quay trực tiếp cho mọi người coi đó. Chứ mà dễ gì đi xuống đây được. Đúng rồi. Đây là toàn là nước không. Mà bây giờ làm gì mình không thấy cá lớn hay chắc cá lớn nó rút ra ngoài sâu quá. Rút ngoài sâu. Nói chung nước khô tới đâu thì cá sẽ rút tới đó. Ừ. Ở đây nếu mà không có nước này kia sớm thì phải người ta đem cá người ta đi chỗ khác chứ để lâu nó bị sống không được. À. Cái này là mùa tưa người ta tưới lên, ta tưới cây như vậy nè. Người ta lấy ra nước ta tưới cây. Ta tưới kêu tưới tiêu này nọ. Này ngoài thương thấy cũng có một số con cá nó chết này nọ nữa đó. Là kiểu như chắc nó nắng nóng quá lại mà nó cạn á. Nó không chịu nổi. Nói mà ở đây nó khô cạn rồi mấy cây này chết luôn rồi nè. Đừng nói chi. Nó sống dài đó, chứ mấy cây khác là sống không nổi đâu. Đúng rồi. Mấy cây lặn nước sân đỏ là cái nước nó ngập lên gần nửa cây trên đó đó. À, tới chỗ đó đó ha. Ừ. Ừ. Đi núi khoảng chừng 10 năm về trước đó là đâu có vụ mà ca hát này kia nhiều lắm, nó chưa có đúng rồi. Đi ở đâu là như mình thấy nó có vẻ nó quyền bí tâm linh đặc biệt nữa đó. Ừ. Càng ngày thì con người càng đến rồi náo nhiệt này kia nó làm đảo lộn sự tâm linh ấy, nên là nhân phần tâm linh thì cũng hạn chế. Ừ. Ồ chỗ này làm như cá nhiều quá không Định? Cá nhỏ. Ồ nó vẫn còn ở đây được hay nó xuống không kịp đó ta? Xuống kịp. Ồ. Không kịp chắc nó sẽ chết luôn đó. Quan cảnh là tại hồ Thủy Liêm. Trực tiếp cho bà con coi. Ca nhạc có chuyện ca dính sợ nó.